là bà xã đang thu hoạch dưa leo. Mua là nó nói trái mà dài lắm. Nhưng mà trồng rồi sao thấy nó cái trái nó ngắn ngủn à, mà nó mập. qua qua cái tay của em trồng rồi nó không dài nổi Nhưng mà sao nó mập dữ vậy không biết. Hello, hai vợ chồng xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì lần đầu tiên mình ra mình thu hoạch dưa leo nè. Trồng tới nay chắc khoảng 2 tháng không anh hả? Ừ, khoảng Chắc 2 2 tháng. tháng á. Đó thì cái dưa leo này mình trồng á thì cái loại á mình mua đó là cái loại nó dài như vậy nè. Nó kêu là dưa Nhật, loại dài, dài lắm. Mà nó thon thon thôi chứ không có mập. Đó, nhưng mà khi mà mình qua cái tay của mình trồng rồi á là nó biến dạng sao đó, nó không có dài mà nó cũng không có thon mà nó mập phù lụ như vậy nè. Đây nè. Coi nè, đúng đúng trong hình là nó dài ra một khúc nữa mà nó không có mập gì đâu mà sau này nó mập quá rồi nè. Nếu mà nó ốm chút thì nó dài ra, còn này Nó mập quá à. Mà để ăn thử coi cái loại này ngon không. Thường thường mấy trái mà nó bự á thì cái ruột nó nhiều lắm anh. Cái hột nó nhiều lắm. Là như cái này á thì người ta nói là mình cũng phải chấm á, chấm là nó đậu nhiều, xác suất nó đậu nhiều lắm. Đây là mấy cái bông đực nè. Mấy cái bông đực nè. Đó, mấy cái bông đực là nó không có cái trái với cuống của nó. Cái mình bẻ ra mình lấy cái nhụy của nó nè. Mình chấm vô mấy bông cái. Nè mấy cái bông này là bông cái nè, bông cái là nó đi kèm theo mấy cái trái nhỏ nhỏ đó, đó là bông cái mình chấm cái bông đực cái nhụy bông đực vô là nó đậu, còn nếu không thì xác suất của nó đậu thì thấp lắm đó. Còn đây không chấm nè anh chị, đây nè, ở đây em không có chấm nè, anh thấy không, mấy vàng nè đó, cái cơ hội đậu của nó thấp hơn, nó là vàng rồi, bẻ đi, bẻ nó bỏ đi. vàng, nó hư rồi đó. Đây nữa nè, mấy trái này cũng không có đậu nè, thấy không. Cho nên là mình nếu rảnh đó mình ra mình chấm đó, thì cơ hội nó đậu trái nhiều hơn, còn không thì nó ít đậu hơn. Rồi bây giờ mình cắt mấy trái này đi hả? Tại vì mấy trái này em nghĩ cắt hết đi, Ừ, hai trái dưới cắt đi. trái này khỏi hả, cắt mấy trái lớn rồi ha. Ừ, trái lớn. Để cắt bên này trước đây nè, mấy trái Quay. này bên này trước. Trời ơi, ta về thon rồi mà trồng sao nó ngắn ngắn rồi. Cái trái này sao nó vàng vàng anh ha. Cắt nó luôn đi. Cắt đi. Cắt hết đi. Được 4 trái bên đây. Xoay qua bên đây mình được 2 trái nữa nè. Đây hôm nay cũng bông đực cũng quá chừng luôn. Bông đực nhiều quá thường mình cũng ngắt bỏ đi. Để cho nó ra mấy cái bông cái nè, bông đực không à. Nó cái bông thôi chứ ra dưới đít nó không có cái trái ha. Để coi có cái bông nào bông cái bông chấm đó. Đúng rồi đây nè. Mà người ta nói chấm là cũng phải sáng, sáng trời mát hoặc chiều mát chứ chấm Giờ trời hình nóng. như cũng hơi trưa rồi. Không anh, giờ mới có 8, no, 9 9 giờ giờ, hả? 9 9 giờ. giờ rồi. Trên đó con cái nữa kìa. Đó. Khó chịu ghê không? Để ra thụ phấn rồi mới đậu trái đó. Còn không mới vàng vàng, cái trái nó ra vàng, nó hư hết rồi. Cũng nhiều lắm. Đây cắt đi, cắt hai trái này. Cây bưởi cho mọi người coi nè, mấy trái bưởi nay nó to phình ra luôn á, mấy trái bưởi này nó cũng nhanh lắm à, nó nhanh phình lắm, mọi một hai ngày đi ra là thấy nó phình lên nè. Đây nè, ôi đây quý vị thấy mà, mấy trái bưởi nó to vậy sợ chưa, cứ hai ngày hoặc ủa cái trái này nó bự nè anh ơi, đây 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 nè anh ơi, đây nè, ủa cái trái này nè đó, ôi cứ một hai ngày đi ra là em nào em nói nó phình 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 ra luôn á, dễ sợ không? Trái hai trái bên đó cũng to lắm, như năm nay nhiều hơn năm nay năm nhiều hơn, nhiều hơn gấp đôi á, năm rồi có được 7 trái thôi, năm nay thì được mười mấy trái. Khoái nhất là cái vàng bầu rồi nè, nó chưa có bầu lên hết mà nay nó dài nè, cái trái nó còn non nha, trái này nhỏ lắm chưa có to đâu mà nó bự như nè, không phải bự nó dài. Lần đầu tiên mà mình này trồng là khoảng 2 gang tay đo thử.
Hơn 2 gang anh ơi. Hơn 2 gang tay. Hơn 2 gang tay mà nó còn nhỏ đó. Thấp hơn. Mà lần đầu tiên anh thấy cái loại bầu mà nó trái nó dài vậy nè. Đúng rồi, lần đầu tiên trong đời mà thấy cái trái bầu nó dài vậy nè. Mấy lần trước trồng ở nhà trái ngắn ngắn thôi à. Trường nó, trường nó cho nó nói là dài nhưng cao mà cỡ anh mình luôn á. Ừ, nhưng mà anh không nghĩ là nó dài dữ vậy đâu. Để coi thử, để coi thử là nó có cao cỡ mình không nha, tại vì cái người mà ta cho mình cái hộp giống này á là người ta nói là cái trái nó dài cao cỡ người ta luôn. Nhưng gì mà dữ vậy? À mà mình không nghĩ vậy đâu, chắc thôi. Chắc nói cho vui cho nói quá vậy thôi chứ thật sự là thì để coi cái nó nhưng nó mà cao nó cũng cỡ nó dài cũng triển vọng nó dài dữ lắm á. Triển vọng nó dài lắm. Anh cái vàng này là không phải tròn phải không? Giống như là vuông ha. Đó, giờ đang chuẩn bị làm thêm một cái vàng nữa để mà mình trồng mấy cái củ su su nè. Đó, cái này là có người trong gia đình ươm ra và cho mình. Cái giống này là đem từ Azizu nè. Đi qua bên nhà của người anh chơi đó. Rồi thì chị dâu ươm được mấy cây á, đây nè, hình như là 2 củ nè. Cho nên là cũng cho mình đem về mình trồng, biết mình cũng kiếm mấy cái giống rau củ để mình trồng, mình quay cho quý vị xem đó. Cho nên là chị dâu cũng cho 2 cây nè để đem về trồng để có trái để quay cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xem. Thấy dễ thương chưa? Thế nên không phụ đó đi. Đó, bây giờ thì mình sẽ làm thêm một cái vàng mình để ở góc này ha, ngang chỗ cái nhà patio. Mình sẽ trồng hai góc hai bên cho nó bò hai bên, tại đó là 2 củ đó. Cái này á đúng ra là chị dâu cho mình một củ thôi, với lại cho chị hai chị của ông xã mình á một củ, người một củ. Nhưng mà bây giờ về tới đây thì anh Long làm cái vàng nó hơi bị to chút xíu, cho nên là muốn trồng 2 củ cho nó bò cho nó nhanh. Chiếm đọt luôn. Ồ, mấy cây này anh mua trên Homebo hả? Mấy cái cây này thì mình mua ở trên trang mạng là Rayclick ha. Nhưng mà anh Long nói cái này cũng có bán ở trong Homebo, cho nên nếu mà ai cần thì vô Homebo kiếm nha. Còn mình mua hình mua ở trên mạng thì cái này là đồ cũ, nó rẻ hơn. Nhưng mà trên đó thì không phải lúc nào cũng có bán. Hên á, mình lên trên đó thì có người ta không có sử dụng nữa, người ta bán á. Còn không thì mình vô Homebo mình kiếm ha, nó có ha. Hayden ơi, làm gì Hayden? Nó phá. Hayden, cái cây đó biết cây gì không Hayden? Con tưới á, cây đó là cây cóc. Hayden nói đi. Hay đừng nói đi, cây cóc. Cây. Cóc. Còn cây này là cây gì? Cây quýt. Hay đừng nói đi, cây. Quýt. Cây quýt mà nó ra trái con thích ăn đó. Đó, mê lắm, mê đi ra ngoài sau vườn để mà quậy vậy đó. Tưới hết cây này tới cây kia. Cỡ đó là vừa luôn á anh. Ừ, vừa luôn á. Đã ha. Ờ, thì chôn xuống chút nữa, thân ngắn bớt. Chôn xuống thì nó ngắn bớt tiên chút nữa ha. Nhưng mà ok vậy được rồi. Đây, có ai trồng cây vải giống nhà của mình không? Bông thì đầy. Ôi, năm nay là năm đầu tiên mà nó ra bông mới khủng khiếp luôn. Mà vẫn không đậu trái, rụng hết trơn rồi nè. Nó không còn một trái đậu luôn. Đây nè. Trời ơi, thấy thảm thương chưa? Thấy khủng khiếp luôn rồi chưa? Cây nè. Không có một cái trái nào luôn á. Bông ra đầy mà không có một trái nào luôn á. Rồi chắc năm nay là cho cái em cây vải này đi lên đường quá. Chứ trồng nay cỡ 6 năm không anh? Cỡ đó hả?
Ôi trồng cỡ 6 7 năm rồi đó. Mà không có trái là chuyện bình thường. Có trái mới lạ. Trồng vải mà có trái mới lạ, nghe lạ chưa? Cũng nghe rất là nhiều người nói là cây vải á thì khó đậu trái. Mà thiệt đúng á, nhà mình cũng trồng nay là 6 7 năm rồi đó mà cũng không có một trái để ăn luôn. Tiếc quá, tưới nước biết bao nhiêu tiền nước vô trong nó rồi, phân bón đầy đủ luôn mà không ra trái là không ra trái. Ây da, da chán nghe các em vải này quá luôn rồi đó nha. Tới lúc là phải cho em ra đi rồi, để cho em khác vô, cho em khác vô chứ như vậy đâu được. Nó thấy mình đi tới là bắt đầu nó chui vô phòng đó. Nó từng em một chui vô phòng. Đi vô trong phòng hết rồi, còn có mình em đứng đây nè. Chắc cái em này em lì nhất luôn á. Đó, cho nên đứng đây mà dòm dòm nghe 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 gì đó không biết nữa. Quý vị ơi, mình cũng xin tạm dừng cái video ngày hôm nay tại đây nha. Xin hẹn gặp tất cả cô chú anh chị và các bạn vào những cái video sau. Bye. Bye bye.